Restore xin kính chào các bác nhá. Lâu lắm rồi bận quá không quay video được. Thì giới thiệu các bác những cái mẫu quạt điều hòa mà đang bán rất là chạy các bác nhá. Và đặc biệt là hỗ trợ các bác một phần tiền ship rất là tuyệt vời. Để các bác ở xa thì có thể mua quạt của khách hàng mà không phải đắn đo điều gì cả. Và bảo hành tất cả các bác 12 tháng. Khi mà lỗi linh kiện gì các bác cứ gửi về là bên em đổi cho linh kiện khác. Đấy, không phải lo lắng về chuyện bảo hành các bác nhé. Đây, cái mẫu thứ nhất là mẫu RH9000 bán rất chạy các bác nhé. Tất cả những mẫu em bán đây đều là động cơ đồng hết các bác nhé. Ngoài này 40 lít này. Lưu lượng gió là 5.000 mét khối trên giờ. Cái này kích thước đây các bác nhé. Này, kích thước này. Cái này phù hợp những phòng 20-30 mét vuông nhé. Cái này rất là đẹp luôn. Video chi tiết thì các bác xem ở phần bình luận hoặc phần mô tả em có để video chi tiết của từng loại nhé. Này còn XS606 đây, công suất đây các bác nhé. Đấy, kích thước này cao 1m1, diện tích sử dụng là 40m2. Này, con này là 1.900.000, hỗ trợ các bác 150.000 tiền ship các bác nhé. Ship hết bao nhiêu thì trừ trừ cho các bác 150.000, hỗ trợ là 150.000 tiền ship cho các bác. Rồi, con này XS là 606 nhé. Giá là 2.300.000. Các bác mua đợt này hỗ trợ các bác 200.000 tiền ship luôn. Đấy, có thể trừ vào giá nhé, trừ vào giá luôn các bác nhé. Thì là vận chuyển qua bưu điện đến nơi thì các bác còn bao nhiêu và cộng với tiền ship là bao nhiêu các bác tính cộng vào. Tức là hỗ trợ 200.000 tiền ship đối với con XS606 này. Đấy. Thì ship đến nhà các bác thì còn tiền ship còn lại thì không đáng bao nhiêu cả. Đây 50 lít các bác nhá, rất là cao. Tất cả là động cơ đồng. Bỏ anh 12 tháng thôi các bác. Rồi, tiếp đến. XS9000. Đây, LZ8800 đi. 200W 60 lít này. Đấy, quan trọng là lưu lượng gió này rất lớn các bác nhá. 9.800 mét khối trên giờ. Đấy, diện tích sử dụng là 10 đến 80 mét vuông. Rồi, kích thước đây. Nắp bánh xe và cao 1m2 các bác nhá. Tất cả video chi tiết đều có phần mô tả các bác nhá. Con này là 2.400.000. Cũng hỗ trợ cho các bác 200.000 tiền ship nhá các bác nhá. Rồi, tiếp đến là con XS9000 này. Lưu lượng gió lớn hơn con kia. Công suất lớn hơn một chút, 220W. Đấy, lưu lượng gió này 9.000 mét khối trên giờ. Dung tích 70 lít. Đấy, cao nắp bánh xe và cao 1m2 các bác nhé. Đấy, tự ngắt khi hết nước, động cơ đồng nguyên chất. Tất cả những dòng sản phẩm em bán đều động cơ đồng các bác nhé. Những loại động cơ nhôm ấy thì nó sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên là các anh bán động cơ đồng thì rẻ như động cơ nhôm rồi. Đấy, rẻ hơn cả động cơ nhôm mà nơi khác bán các bác nhé. Đấy, cho nên là bác không phải đắn đo gì về việc mua quạt của các anh. Các anh ship hàng trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Các bác đặt hàng bắt đặt cọc 200.000 trước là được. Chuyển khoản hoặc mua các thẻ cả Viettel. Đấy, kênh Khắc Lai Store là hơn 60.000 người đăng ký rồi. Là rất phải rất uy tín các bác nhé. Đấy, lý do các bác mua quạt tại khách hàng đó là chế độ bảo hành rất là tuyệt vời, hỏng cái gì các bác tháo ra gửi về là bên em gửi đồ khác cho các bác, chứ không yêu cầu các bác gửi cả cái quạt về. Đấy, thứ hai đó là cam kết đúng chất lượng các bác nhé, đóng gói hàng thì rất cẩn thận. Đây các bác này, đóng gói hàng là phải bọc tất cả những cái gỗ này bọc vào cái quạt để đảm bảo cho bác đến tận nơi vẫn an toàn. Đấy, cam kết là chất lượng nha. Tiếp theo là cam kết với các bác là giá rất là ok các bác nhé. Đấy, các bác alo cái là ship tận nhà luôn, các bác không phải đi đâu cả.
Rồi có thế anh nhớ đăng ký kênh Các Lai Store để theo dõi video sản phẩm mới nhất về quạt điều hòa và sản phẩm âm thanh các bác nhé. Mua hàng các bác liên hệ số máy nhân viên bán hàng 0964 867 866, 0364 791 604, cả hai số này đều có Zalo các bác nhé. Rồi xin chào các bác nhé.